Vừa dập Bournemouth 9-0, Liverpool cân bằng kỷ lục của Man U. Liverpool chạm tới tỷ số đậm nhất lịch sử ngoại hạng Anh khi đánh bại Bournemouth ở vòng 4. Trong hai vòng đấu liên tiếp, Bournemouth thủng lưới tổng cộng 7 lần và không ghi được bàn nào khi phải đối đầu với Man City và Arsenal. Đội bóng mới lên hạng này tiếp tục trải qua một trận thảm bại trong chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Đội chủ nhà biến Bournemouth thành đối tượng để họ trút giận và thị uy sức mạnh sau 3 trận liên tiếp không thắng. Sau 6 phút thi đấu, Liverpool liên tiếp chọc thủng lưới đối phương 2 lần để mở màn cho cơn mưa bàn thắng ngay trong hiệp 1. Nửa đầu trận đấu là màn tỏa sáng rực rỡ của Roberto Firmino. Tiền đạo người Brazil có 3 pha kiến tạo cho Luis Diaz, Javi Elliot và Chen Alexander Arnold lập công trước khi đích thân ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ngay trước giờ nghỉ. Vừa giờ Van Dijk ghi tên lên bảng tỷ số bằng một cú đánh đầu, dẫn trước tới 5 bàn sau nửa trận nhưng Liverpool không muốn dừng lại. Đội chủ nhà tiếp tục tấn công dồn dập ở hiệp 2, trong khi đó, Bournemouth không còn quyết tâm thi đấu, kể cả trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Đội khách lùi toàn bộ đội hình về sân nhà, nhưng không quyết liệt tranh cướp để ngăn cản đối thủ tấn công. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%, Liverpool ghi bàn nhanh và nhiều như hiệp đấu đầu tiên. Bournemouth có một cầu thủ ghi tên lên bảng tỷ số, nhưng đó là Chris Merfam với pha phản lưới ngay trong tình huống đầu tiên của hiệp 2, lần lượt Firmino, Fabio Cavanho và Diaz lập công cho Liverpool. Điều kỳ lạ là Mohamed Salah không ghi bàn, cũng không kiến tạo trong trận thắng tưng bừng của đội nhà. Chiến thắng với tỷ số 9-0 là tỷ số cao nhất mà Liverpool từng tạo ra ở ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Anfield cùng Man U giữ kỷ lục trận thắng đậm nhất lịch sử giải đấu. Kết quả, Liverpool 9-0 Bournemouth. Ghi bàn, Liverpool, Diaz 3, phút thứ 85, Elliot 6, Alexander Arnold phút thứ 28, Firmino 31, phút thứ 62, Merfam phản lưới phút thứ 46, Cavanho phút thứ 80.